dọn dẹp tất cả anh em. Buổi đêm nay Quang giới thiệu cho tất cả bác về hai cái con đói mà bên em vừa cập bến ngày hôm nay, đó là hai con Krausi 2 nha. Đấy. Và bên em thì cập bến về những con này thì rất là nhiều nha bác nha. Thì cũng có rất nhiều con lên đường cho tất cả bác. Thì những dòng này rất là hay nên là em tiến về cho tất cả bác chơi. Dòng Krausi 2 nha, tiếng cực kỳ là sáng lực. Đấy. Đó là phía mặt trước nói cho bác nha. Trong tách ngôn và mã Krausi 2000 này, hai volume dẫn chính cho kênh và đèn tín hiệu Kraus buôn biển nha. Đây, con này quà nha quá nha, hàng rất là đẹp luôn, nắp lưng hàng bao đẹp nha bác. Rồi em tháo nắp ra để các bác xem. Đó, đó là phía bên trong của sản phẩm, nó sử dụng một cái tăng phô cực kỳ là lớn ở phía bên hông, và phần công suất nó sẽ gồm là 24 con sò sách Mexico, 24 sò sách Mexico nha, bên đây 12, bên này 12 nữa các bác nha, là 24 con. Ở sử dụng mạch đơn kiện dán và cũng như là quạt cảm biến nhiệt, quạt cảm biến nhiệt hai tủ buông miệng, hai tủ buông miệng nha. Ồ, 24 con này thì nó gồm 4 con sò cấp thang tôi sẽ bao ra nữa các bác nha. Hàng thì rất đẹp nha bác. Đó, mới tinh luôn. Hàng những dòng này thì hàng lưu kho nha bác nha. Hàng lưu kho, tiến về cho tất cả anh em chơi. Đó, con này thì tổng cộng là 28 sò, 2 tủ tăng phô, quạt cảm biến nhiệt, chạy cực kỳ là êm luôn. Đó, và khi nóng thì nó mới chạy, và khi nó đã làm mát được phần công suất thì nó sẽ tạm ngưng, và khi nó nóng lên thì nó tiếp tục chạy. Đó, em sẽ quay đằng sau cho bác xem. Về cái phía sau, vâng, đây là một đằng sau của sản phẩm nha. Đấy, và hàng thì là mắc in USA này. Đấy, sản xuất sang thị trường châu Âu thì nó sẽ chạy điện là 230-240, còn nếu mà xuất sang thị trường Nhật thì nó sẽ đánh dấu ở đây, đánh dấu vào ô là 100. Đấy, hiện tại nó đang đánh dấu vào ô 23-24 này. Đó, đây các bác nha. Còn ở nội địa Mỹ thì nội địa thị trường Mỹ thì nó sẽ là 120V. Đó, ok. Đường tín hiệu ra lo, ra lo thì nó sẽ gồm là các Nutrix, Bitcom, là cái cặp rách này các bác. Khi các bác mua hàng bên em thì em sẽ tặng cái cặp rách này cho các bác để các bác về đấu voi vào chơi. Thì em không có tặng voi nha, tặng cặp rách này thôi cho các bác nha. Các bác về ghi vào như thế này. Đó, và bánh. Đó, bánh như thế là ok. Tại cho các bác cặp rách như này, nó có cái gờ này bác, có cái gờ đó. Đấy, các bác cũng đúc vào cái gờ này. Rồi, vào bánh thôi. Đấy, nó như thế. Và tặng, không phải là tặng rách cái lo không, thì em sẽ tặng cho các bác một cặp dây Canon nữa, một cặp dây Canon để kết nối vào đường tín hiệu, đường tín hiệu của đáy đầu thì các bác kết nối vào van. Đấy, tùy theo các bác, ví dụ các bác mà muốn kết nối vào một đầu vào đáy, một đầu vào rê, hay là một đầu vào CD chẳng hạn, thì các bác phải thông báo trước cho em để em gửi cho đúng dây. Còn thường thì các bác ghép vào van thì em sẽ gửi cái một đầu số ly như thế này và một đầu Canon đó, cho các bác về cắm và dễ sử dụng nha. Đấy, đây là quà tặng, quà tặng kèm theo cho cái bộ sản phẩm nếu các bác mua bên em. Đấy, à thì còn bao mới luôn, rất đẹp luôn. Này thì nó dính bụi bặm này, em chưa thổi bụi nha, chưa lau chùi. À, rất đẹp luôn nha bác. Được tín hiệu vào sẽ là Canon và rất xấu ly. Đấy, quá đẹp. Đây, với bộ combo như thế này thì nó sẽ
có giá là 9.500.000 các bác, 9.500.000 và tặng kèm theo bộ dây đất và bộ bộ dây canon và đất mít công cho ra lô đó. Đó là bộ sản phẩm mà bên em sẽ tặng kèm theo cho anh em. Đối với là con Crown Suy 2000 này, đây, giá là 9.500.000, bên em bao ship và tặng kèm theo đất, nên là các bác đừng có trả giá công nha. Mình trả thấp hơn em cũng không bán đâu. Còn các bác nào không lấy cái này thì trừ tiền ra. Đấy, thì em sẽ giảm giá thật các bác. Rồi ok, thì qua con thứ hai thì nó cũng vẫn như thế nha các bác nha. Rất đẹp luôn nha. Đó là rụt cao bên trong. Đây các bác. Đây rụt cao bên trong thì nó giống như con bên này thôi, không khác gì hết. Cũng là sò Mexico. Đấy, quạt. Nói chung là tất cả thì hàng bên em tiếng và thì đều rất là đẹp và sạch đẹp hết nha các bác nha. Các bác là chốt thì alo em. Giá là 9.500.000 một con nha. 9.500.000 một con, tặng kèm theo cho rất như thế này. Bác là chốt alo em. Và chi tiết mua hàng thì các bác liên hệ qua hồng qua số điện thoại trên màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.